các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ động thực hiện chuyên đề giám sát, tạo thuận lợi cho đoàn trong quá trình giám sát tại địa phương. Đoàn giám sát đánh giá Hà Nội là địa phương đa dạng loại hình trường học công, tư, quốc tế, có nhiều vùng miền nên sẽ có nhiều thông tin phục vụ chuyên đề giám sát. Đoàn giám sát và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã trao đổi trên tinh thần làm rõ thêm các vấn đề công khai, minh bạch việc lựa chọn sách giáo khoa, giá thành sách giáo khoa có phù hợp thu nhập của đại đa số người dân, tài liệu giáo dục địa phương chưa được in ấn phát hành, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ dạy và học. Trao đổi về công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục, việc giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Làm rõ một số nội dung mà đoàn giám sát nêu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến thông tin, Sở đã giao các trường lựa chọn sách giáo khoa từng môn học theo tiêu chí của từng trường. Với sách giáo khoa lớp 2, 3, 6, 7, 10, thành phố thực hiện theo quy định. Với việc xây dựng bộ tiêu chí chung để việc chọn các môn học bảo đảm phù hợp với học sinh và khu vực, các trường sau khi lựa chọn xong thì gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để Sở tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm yếu tố công khai, minh bạch. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết, Hà Nội đã tuyển giáo viên hợp đồng nhưng phải đạt chuẩn. Đây cũng là sáng tạo của địa phương trong bối cảnh giáo viên chưa lấy được chứng chỉ tích hợp. Với những nội dung khác, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, làm rõ và báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội trong thời gian sắp tới.